Hello cả nhà, em xin giới thiệu với cả nhà mình một con đồng hồ thể thao của Đức hiệu Adidas. Mọi người có thể thấy ba bông hoa và có ba sọc ngang Adidas của Đức nha. Adidas là một hãng thể thao rất nổi tiếng. Đây, núm Adidas. Adidas. Em này là sự kết hợp đặc biệt của Adidas dành cho những người mà bận bịu công việc, có thể dắt em nó đi dự tiệc mà vẫn ưa thích thể thao. Đây, ở đây có cái đồng hồ bấm giờ. Đấy, mọi người có thể thấy. Đấy. Xong. Đây là reset nha mọi người. Dây thép đúc đặc, mọi người đi dự tiệc là cực kỳ sang trọng. Những tranh thủ thời gian được để tập thể dục thể thao. Quá đẹp, mới trend luôn. Bên em đang sale con này giá chỉ còn 1.580.000. Cả nhà mình nhanh tay nha.